got another payroll. Really buy my Gouda a lot, a lot. Big butt hump, a shot for shot. If you wanna scrap, pull up, baby. Egg roll, what another payroll. Hello, xin chào mọi người ha. Chào các bạn ha. Thì hôm nay anh Sim đi vẽ mọi người. Đi vẽ bức tranh sông nước núi non hữu tình hơn rồi. Đang vẽ phần nền mọi người, núi mọi người. Đây là núi thiệt ha. Núi thiệt cũng làm sao mà. Giờ tao vẽ tranh mọi người. Đây là đang phát thảo chuẩn bị vẽ ha. Trên là mây trời không rồi. À, núi ha, ở sông suối nước đồ đầy đủ mọi người. Đây không à, sơn ha. Chia sẻ cho mọi người thấy. Vẽ một bức tranh nè mọi người thấy không? Mấy chục khu sơn nha. Đó, đủ loại cát loại màu nha mọi người. Cái này là mình không có chia sẻ được là cái sơn nào ra sơn nào mọi người, tại vì vẽ tranh nó có nhiều cách thức. Cái lúc mà vẽ người ta còn pha ở trên người thấy nha mọi người, chứ không phải như mình sơn tường ha. Pha loại nào cũng dở, còn cái tranh thì bỏ vô trên này không rồi. Mình muốn quay chia sẻ mọi người ha, rồi chút nữa mình sẽ đặt cái máy ở đâu có đây ha. Rồi lúc mà xin vẽ thì vừa thấy cái núi không? Đó, vẽ cái núi lên dồn thấy tuyệt vời chưa? Đây mới có tạo phần núi, một cây sông đồ chưa cho mọi người. Nghe bốn bước nha mọi người. Thì rồi cái đường này to lắm mọi người. Vẽ ra tới cái trụ đó mọi người. Trụ đó, đó. Hết cái khuôn nguyên này ha mọi người. Nó mấy chục mét vuông đó mọi người. Mình phát thảo cái này, phát thảo cái đó mọi người đó. Đây là núi ha, cái nguyên dòng núi chảy đây. Đây cũng là núi ha, có nhà đồ mọi người. Đây là phát thảo sơ. Bác sĩ đang vẽ mọi người. Dương ở nhận vừa bác sĩ luôn mọi người. Đó, vừa đục núi nè ha. Núi nè ha. Tây kiện ha. À, thuộc về gọi là ngõ nhân đa năng mọi người. Thì cuộc sống mà tạo ra được những người mọi người là có mỗi thiên tài khác nhau. Còn này là bách khoa mọi người. Học mọi thứ ít đỡ làm kiếm sống trong thành phố Bắc Hòa. Thì vẽ này Sim cũng học cũng đã chục năm mọi người, chứ không ít. Không phải muốn vẽ là vẽ được đâu nha mọi người. Có phát biểu gì không? Quay xa ha. Muốn học vẽ thì qua kênh Asim Vlog nè, là vẽ bonsai đồ đủ loại các loại mọi người. Sau này Asim hướng dẫn cho mọi người cách pha mà vẽ đồ, người có thể qua mấy anh em đồ có thể qua bên kênh Asim Vlog đăng ký cho Asim. Rồi lúc nào Asim rảnh thì Asim chỉ cho mọi người vẽ. Cái này quạt giòm cũng rất là đẹp, rất là đẹp. Càng xe thì cái này nó bây giờ mới chưa có cây cấu nè. Thì cái này mọi người mình chia sẻ mọi người ha. Trước tiên thì đây, cái tường này có sẵn á, thì mình cái lúc mình phần lạnh đó mọi người, rồi mình không có lạnh trích ha. Thì chỉ có sơn lót nha mọi người, sơn lót xong rồi là sơn màu trắng lên. Sơn lót là loại sơn xịn nha mọi người. Mọi người thấy không? Chè vua tư luôn nha. Thậm chí với nhám chè không ra nha mọi người, thấy không? Đây nè. Đây sơn phải chọn sơn Yutun, sơn loại xịn cao cấp nha. Chứ một cái bức tranh người ta bỏ ra rất là nhiều tiền. Thì khi mình vẽ mọi người là nó phải thứ nhất là cái độ màu với cái độ này nó phải bền nha mọi người, chứ không phải là làm một hai năm rồi đỡ lấy tiền đâu mọi người.
Ờ, chừng 20 năm thì nó mới bay màu rồi mọi người. Mùa nào? Nó lũa qua nhiều lớp lắm chứ không phải là một phát một là được đâu mọi người. Đang tạo xương. Đây là đang là cái này là cận cảnh nha mọi người. Tại vì điếu này nó còn thác nước nè mọi người. Ô, này. Đây là dưới này là thác nước nha mọi người. Nè, có mấy dòng thác chạy. Ừ, kéo hai ấy. Cái này mình đang lũa đỡ làm cái xương đó mọi người. Đã chưa không thấy quất cái tay vô đúng không? Rồi, thường bây giờ chúng mình đăng toàn video ngắn, không có video dài. Rồi bữa nay xin đi vẽ mấy bức tranh. Thì chúng mình đi theo phụ thôi mọi người. Theo ấy sơn, ấy đồ, lót rồi thôi chứ không có làm gì. Bên này là bức tranh nha mọi người. Rồi bên này là một cái cây cổ thụ nha. Thì mình sẽ quay nhiều cái giai đoạn lại cho mọi người xem ha. Một cái tác phẩm gọi thật gọi là vẽ tranh như thế nào để mọi người biết chứ. Mọi người thấy không? Gòm xe rất là đẹp nha. Trang xe thì mọi người nói tại mình quay đang đứng xem xa. Đúng rồi, mình quay vòng nữa. Đang xem xa hoa xem gần. Chứ cái này nó đèn mà cái ánh nắng nó chọi mấy cái nhánh cây xuống rồi đấy, chút lửa mình đặt cái máy ở đây nha để cho mọi người cùng xem ha. Đấy, mọi người mình sẽ đặt cái máy ở đây. Nếu quay phim vẽ thì người sẽ thấy gần quá mọi người, nó mình lại không thấy, để mình kiếm cái góc nào cho nó ấy, nó hơi gần gần chút để mọi người xem cho nó rõ ha. Tạo được một bức tranh là cả một vấn đề chứ không phải đơn giản đâu nha mọi người. Cái này là thật tiếp vẽ tranh nha mọi người. Tại vì mình ở đây mình đi tới nhà người ta cái máy đó mình không trực tiếp được. Để thật tiếp được là mình cũng quay đỡ trực tiếp cho mọi người xem lúc xin vẽ luôn. Thì chiều qua thì xem đã tạo được cái mây và nắng chiều á mọi người. Cái này là vẽ buổi chiều hoàng hôn nha, buổi chiều nha mọi người. Núi này là núi buổi chiều nha mọi người, chia sẻ mọi người xem. Xem đang lấy màu. Thank you.
nhiều thì mình mua bóng cụm nhiều. Nhiều lớp nó mới ra được một cái núi đẹp luôn rồi. Cái này là không biết nhiều nước rồi nha. Vì cái bức tranh này nó lớn lắm mọi người. 40 mét. Khúc rồi này mưa giờ cũng bị vậy nó hát nước dưới nó là nước không mọi người. Cố gắng từ bên chiều xong hết xong hết cái khu vực này 36 mét vuông. Không phải là ít nha các bạn. Cũng mấy ngày vậy các bạn. Nó vẽ ngày hôm qua mà các bạn. Chiều qua. Sáng nay nữa. Đây mới có một nửa nha mọi người. Không ý là cái bức tranh của cái thác này mới có một nửa nha. Còn cái bức tranh bên kia là riêng đó. Đây là một cái dãy núi nha mọi người. Đó, thông qua tới bên này. Tư cho bà con. Xin chào bà con. Mở đây sao? Để xa xe cho dồn thấy quá đẹp đúng không?
cây đó. Giờ đang về cái núi mà bên này đúng không? Thích không? Giờ sẽ ra cái núi đó bên đó, giờ tới cái bước kế tiếp.
đủ là mua sẵn. Đứng đây đi. Rồi thang. Không, cái thang kia dễ hơn kìa. Cái thang bạn kia bắt dễ. Đứng một bên hông á, không? Đứng phía kia dễ hơn chứ, thế con bưới sao rồi? Đứng nào? Quả này đứng hai con. Đứng kia nhưng mà nãy á. Không, đứng vừa nãy nhưng mà đứng phía này nè. Quay. Đứng cái này ấy hơn chứ. Đó. Nhưng mà nó phải ra ngoài thì kia nữa. Cứ gần nó sao đi. Đứng ngoài đây tôi bước chưa không đục nè chiêu đứng này chứ đứng với không à được quá núi lớn đúng không? Bên cái này, cái dưới bắc xước xước nhá, dưới xước xước đừng có đen thui. Đến tầm cách nó tầm khoảng gần cái cọ này lắm rồi, nó xước xước, nó thui nó nêu mà đến thì gấp lại nó mới dễ. Tách ra từng cục một. Đúng rồi, từng một từng cục một đúng không? À, từng cục một. Dài không? Ai nó có cái là cứ lên đến cái tấm chấm đấy nhưng mà gần dưới đó thì nó bỏ đi, đừng nó luồn. Ý là bạn chơi là cho nó xước á, giáp lại ngược lên nó nhiệt. Cứ thằng nọ thằng kia bỏ lại một cúc là nó không phải quay nhau. Thằng nào giáp lại á là bỏ, giáp lại là bỏ để cho nó hơi. Vài lần kiểu như này cứ quét đấy chứ là
lâu. Ngày trăm bảy buổi trưa. Đầu má biết đèn đã lấy được. Cây rồi biết được cũng mấy bức đẹp quá rất là tiền lấy tiền nhà trả tiêu hết. Cá chi bảo nhỉ? Tới nơi mới nhận ra. Không thấy. Em vẫn già ha. 81. Không phải nhìn anh vẫn già. Được, đó mọi người thấy không?
bây giờ là ra bức tranh đúng không em, khu này đó. Núi ha, nước non này đủ ha, khu nó sắp hoàn thiện rồi, bức bên nó sắp hoàn thiện, còn bên này là chưa luôn rồi, bên này chưa nè, ngày mai mới quay tiếp. Lâu lắm rồi, vẽ tranh không phải là đơn giản. Ngồi 2 tiếng, chưa được ngồi 2 mét luôn. Đấy là giòn thấy không? Đồ sâu, đồ xe. Ở đây sau một cái này, sau đây là một tiểu cảnh nha mọi người, cái đồi sân vườn kết hợp nông bộ vật tranh, bên kia là một cái cây cổ thụ mọi người, ngày chưa có vẻ bên này đang giai đoạn hoàn thiện một cái bức lên đó, nó không qua bên này được mọi người. Lúc nào làm thì mình rảnh thì mình quay cho mọi người xem ha.